Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với xe giá tốt 24 giờ. Trước mắt anh em là dòng xe Ford Territory nhé. Dòng xe thuộc phân khúc gầm cao 5 chỗ, cỡ C của nhà Ford. Mà trong cái video ngày hôm nay, dịp ngày mùng 7 tháng 8 của năm 2024, em xin được gửi tới anh em những cái chính sách giá bán, các chương trình ưu đãi khuyến mại được cập nhật với cái mức ưu đãi vô cùng đặc biệt, lăn bánh mới nhất ở cái thời điểm này, để cho những anh em nào đang quan tâm tìm hiểu cũng như là muốn sở hữu cái dòng xe Ford Territory này sẽ có thể nắm được. Hiện tại Ford Territory được điều chỉnh với cái mức giảm giá xả ngâu ở cái thời điểm này anh em ạ, và được bán ra thị trường với ba phiên bản, bao gồm phiên bản Territory Gen, Territory Titanium và phiên bản Territory Titanium X anh em nhé. Ở trong cùng phân khúc thì Ford Territory này đang cạnh tranh với rất nhiều đối thủ, như là cạnh tranh với chiếc xe Mazda CX-5, cạnh tranh với chiếc xe Hyundai Tucson, đúng không ạ? Hay là với chiếc xe Kia Sportage, đúng không ạ? Nhưng cái tầm tiền, ví dụ như cái phiên bản Territory Gen đang có cái mức giảm giá và có cái mức ưu đãi chỉ ngang bằng, thậm chí còn thấp hơn cả chiếc xe Kia Seltos cơ. Nhưng cái tầm tiền để sở hữu cái dòng xe gầm cao 5 chỗ rộng rãi thì thực sự là một cái điều gì đó để cho anh em cân nhắc và lựa chọn anh em nhé. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em thì anh em đừng quên nhấn đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Đầu tiên thì em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Gen trước đi. Bản này thì đang có mức giá là 799 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại về giảm tiền mặt, về tặng phụ kiện, tặng bảo hiểm thì cái giá xe còn lại đâu đó nó vào khoảng 729 triệu thôi anh em ạ. Và để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 847 triệu. Trả góp thì đang là 226 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 831 triệu, trả góp thì đang là 210 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 813 triệu, trả góp thì đang là 192 triệu. Tổng lăn bánh trên thì đã bao gồm các chi phí lăn bánh cơ bản, bao gồm tiền lệ phí trước bạ, phí biển số, phí dán tem đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký trọn gói anh em nhé. Hiện tại chính sách giá bán của bên em đang rất cởi mở và có cái mức ưu đãi cực kỳ tốt rồi. Nếu anh em cảm thấy phù hợp, cần biết lăn bánh chi tiết thì vui lòng gọi điện cho em để em hỗ trợ gửi cái bảng tính lăn bánh, thì lúc đó anh em dễ dàng hình dung được con số cần chuẩn bị, đúng không ạ? Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Ford Territory Titanium. Bản này thì đang có mức giá là 889 triệu. Hiện tại chính sách giá bán của bên em cũng đang hỗ trợ giảm cực kỳ sâu về tiền mặt anh em ạ. Với cái mức giảm giá như thế này thì cũng đang có cái quyền linh động lên đến gần gọi là hơn 50% lệ phí trước bạ anh em ạ. Với cái chính sách giá bán vẫn hỗ trợ tặng anh em nhiều phần quà vô cùng đặc biệt nữa, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 943 triệu. Trả góp thì đang là 247 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 925 triệu. Trả góp thì đang là 232 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 907 triệu. Trả góp thì đang là 213 triệu. Với cái phiên bản Titanium này thì bên em đang cực kỳ nhiều xe, sẵn xe đủ màu để giao ngay. Nếu anh em cảm thấy phù hợp với cái chính sách, với cái giá bán cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mại của em vừa chia sẻ thì vui lòng gọi điện cho em để em hỗ trợ đặt xe và có những cái mức giá lăn bánh chi tiết nhất để gửi tới anh em ạ. Ok, và cuối cùng em xin chia sẻ với anh em cái phiên bản Ford Territory Titanium X. Hiện tại thì cái chính sách giá bán của phiên bản này cũng được hỗ trợ cực kỳ mạnh anh em ạ. Giá xe đề xuất đang là 929 triệu. Bên em hỗ trợ giảm sâu về tiền mặt cũng như là có nhiều phần quà vô cùng đặc biệt để gửi tới anh em. Cái giá giảm thì anh em vui lòng gọi điện cho em nhé, để tránh bị vi phạm về marketing đúng không ạ.
Hiện tại cam kết giá của các showroom đại lý và em đang bán với cái mức giá dưới chính sách cho phép, nên anh em thực sự quan tâm thì vui lòng gọi điện cho em, thì lúc đó em sẽ chia sẻ nó sẽ cụ thể hơn, đúng không ạ? Và em sẽ tạm tính cái tổng lăn bánh khi mà đã giảm tiền mặt và tặng phụ kiện ở trong đó rồi anh em nhé. Ở khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 982 triệu, trả góp thì đang là 260 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 969 triệu, trả góp thì đang là 242 triệu. Còn anh em ở tỉnh nhé, cần chuẩn bị cho em là 951 triệu, trả góp thì đang là 223 triệu. Đó, vừa rồi thì em đã chia sẻ cũng như là gửi tới anh em những cái chính sách giá bán mới nhất của dòng xe Ford Territory ở cái thời điểm dịp ngày 7 tháng 8 năm 2024, rất là chi tiết cụ thể rồi. Còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nữa, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào, thì anh em vui lòng gọi ngay cho em để em hỗ trợ anh em một cách tốt nhất anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký ủng hộ kênh của em, cũng như là bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất cứ video nào mà em chia sẻ với anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.